Chào các bạn đến với hiệu đồng hồ Thanh Hùng. Rất nhiều các bạn hỏi mình là bây giờ ở mình có một cái đồng hồ tường, mình muốn lắp một cái bộ chuông vào hay một cái đồng hồ nhỏ mình chế, mình muốn lắp cái bộ chuông vào thì bên cửa hàng đồng hồ Thanh Hùng có bán không? Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái bộ nhạc chuông chính hãng Chimebox của Đài Loan, hàng cao cấp chất lượng cao và có nhạc chuông rất hay nhé các bạn. Đấy, các bạn có thể lắp vào đồng hồ và nó có nhạc chuông, và bao nhiêu giờ thì nó sẽ đánh bấy nhiêu tiếng, mình có thể chỉnh được cái điều đó, chỉnh được chuông của nó, số tiếng chuông. Và cái này nó đặc biệt là 11 giờ đêm nó sẽ không đánh chuông, như vậy nó sẽ không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn, và 6 giờ sáng thì nó lại bắt đầu có lại chuông, cho nên là rất hay. Đấy các bạn ạ, đây này, các bạn lắp kim vào, kim giờ trước. Đấy, xong nó đến kim phút. Đấy, xong đến kim giây. Đấy, thế là các bạn đã có một cái đồng hồ có nhạc chuông, và đây nó sẽ, đấy, nó sẽ kêu chuông. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với hiệu đồng hồ Thanh Hùng qua số điện thoại 0961882921. Và đặc biệt trong chương trình khuyến mãi ngày hôm nay, mình có tặng kèm 3 viên pin xịn. Đấy, 3 viên pin xịn. À, các bạn nhớ nhé, khi mà mình chuyển cho các bạn thì những cái rắc này nó sẽ rời ra, thì các bạn chỉ việc đấu lại thôi. Cái nguyên bản của nó thì các bạn chỉ cần đấu vào là ok. Đấy nha, đấu vào nó, cái nguyên bản của nó, của nhà sản xuất là vậy, thì các bạn đấu lại thôi. Xin chân thành cảm ơn các bạn.